2 năm nay là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao? Chắc con mất niềm tin đàn ông á chị. Không có tin ai. Bậy. Sao ai làm gì em mà em mất? Và chúng ta xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào khán giả ạ. Em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Em thì đang làm nhân viên kinh doanh chi nhánh Viettel ở Gò Vấp ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai ngày hôm nay. Mời bạn. Chào đâu sách quà dữ vậy. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là gì? Dạ em tên Bình. Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Làm nghề gì? Dạ em là kỹ thuật quyền quản lý của công ty in. Trời ơi 25 tuổi sao nghe cái giọng giống như 55 tuổi vậy? Dạ quê em Sóc Trăng nên cái này là bánh bía. À bánh bía hả? Dạ. Ăn được không? Ăn liền nha. Rồi bạn này có bánh bía nha. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang ạ. Đó thấy chưa, tôi nhìn cái mặt này là biết mặt miền Tây luôn. Ôi xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay chắc cũng gần 2 năm rồi ạ. Suốt 2 năm nay là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao? Chắc mất niềm tin đàn ông á chị. Không có tin ai. Bậy. Sao lại mất? Ai làm gì em mà em mất? Tại thấy trai không có chung thủy. Em muốn trai chung thủy cơ. Quơ đũa cá nóng nha. Ai làm em mất lòng tin? Nói nghe coi. Dạ thấy bạn bè mọi người xung quanh đều vậy. Thấy có người yêu cũng tia tia cô này cô kia mà em ghen lắm. Em ghen chúa luôn. Chúa luôn? Ghen ghen sao? Ghen cỡ nào lắm? Thử ra có bằng chị không? Em như người yêu em mà có em nuôi là em ghen à. Chị cũng vậy luôn. Cái gì mà nuôi mà không ăn? Trời tôi ghét nhất cái gì mà nuôi á. Trời ơi trời. Em nuôi, anh nuôi, con nuôi mệt. Nuôi gì con? Mình nuôi chưa xong nuôi con người ta đúng không? Em mình tại sao không nuôi đi nuôi em ta đúng không? Em còn chưa nuôi nữa. Đúng rồi. Đồng ý với em quan điểm đó. Giờ hỏi Bình em là người đàn ông có lăng nhăng hay không? Dạ em không có vậy. Chắc anh thấy phụ nữ đẹp em có nhìn không? Dạ có nhìn đương nhiên. Có chớp chớp mắt không? Mỏi rồi phải mới chớp vậy. Có em nuôi không? Dạ không, em có em nuôi. À, em đỡ có em nuôi gì chớp nha. Bình là tí quê lên thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 13 năm nha anh. 13 năm lên thành phố rồi. Dạ. Đầu tiên làm gì Bình? Dạ hồi trước thì em lên thì cũng là làm in này đó anh. Lúc đó em 13 tuổi. Tức là 13 tuổi đã mưu sinh rồi. Dạ. Đến bây giờ 25 tuổi làm quản lý rồi hả? Tại vì hồi nhỏ thì gia đình mình cũng khó khăn. Nên càng lớn thì nói chung mình cũng phải biết tự lập cho bản thân mình đi. Anh chị ai cũng có gia đình hết. Bây giờ có đủ cơ sở vật chất để cưới vợ chưa? Dạ đủ anh. Đủ rồi thấy chưa? 13 tuổi làm tới giờ đủ lấy vợ rồi nha. Nãy giờ nghe hết rồi gì? Dạ nghe. Giờ tới phiên mình. Bạn có sở trường gì? Em thì em biết nấu ăn. Em cũng hay hát. Em thích hát. Hát thử khúc đi. Em sẽ hát bài Tình Yêu Màu Nắng. Rồi. Dạ. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Trời ơi hay quá trời luôn. Hay không quý vị? Quá ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có cái gì điểm yếu không? Sở đoản không? Dạ em yếu thì chắc cũng nhiều. Ví dụ? Ví dụ như em chạy xe yếu lắm chị, hay té lắm. Thôi đừng chạy, mai mốt có người chạy chở dạ, mình đi. Dạ nên em tìm tài xế rồi chị. Đúng rồi. Nói thật sự đó, giờ lên thành phố có người yêu chưa? Dạ hai người. Chia tay nhau mấy năm thì hết nhớ hết nhung? Dạ chia tay nay được 2 năm anh. Bây giờ mình muốn tìm một người phụ nữ cho mình như thế nào? Người nữ thì giỏi giang công việc này nọ, biết trên biết dưới với người lớn. Mình có đòi hỏi gì ở người bạn trai của mình không? Dạ bạn trai của em thì ngoại hình thì phải cao khoảng 1m7 trở lên chị. Phải nam tính mạnh mẽ, có cơ bắp xíu. Trời, này cơ bắp dữ rồi nha. Không anh coi. Dạ cơ giống bó. Như David Beckham vậy đó. Trời đất ơi. Nhưng mà đừng có râu chị. Em đòi nam tính chủ mà lộc. Em lại muốn không có râu. Ừ. Có ít thôi chị. Nhiều quá nhìn không thấy sợ cơ bắp lại em. Mới sợ nhiều râu sợ gì? Vậy đó qua cho tao nhìn coi có sợ không. Anh là nhiều râu sợ không? Dạ không. Để râu để cho nó ra dễ đàn ông, để râu để biết đàn ông là đàn bà chứ. Không có râu nhìn nó kỳ lắm.
Mới cạo sạch anh. Có râu mà cạo là được đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi còn gì nữa, yêu cầu gì nữa? Phải biết chiều em anh. Chiều? À, dạ em hơi khó chiều xíu. Dễ mà, chiều phụ nữ dễ lắm, còn gì nữa? Làm tài xế cho em là được rồi, em chạy xe ẩu. Không được nha, không được chạy ẩu nha. Dạ. Phải an toàn nha, khi tham gia giao thông phải đúng luật lệ ha. Không như mà dễ thương, anh này cũng dễ thương lắm. Em với anh này mà quen nhau em quay ảnh như dế được. Anh thấy là như vậy dễ thương lắm. Em thích chị anh. Thích vậy hả? À, được đó nha. Dễ thương lắm. Bự hơn em chút. Cao trên 1m7 có cơ bắp. Chào chị Cát Tường. Thôi rồi con chi đâu em ơi. Có còn lại trắng dư âm thôi. Nói chung là về nuôi một mớ cũng được. Cao nhiêu? Dạ 1m7 chị. Đâu đứng lên coi. Có ăn vàng không? Không chị ơi. Mặt này ngộ ngộ ta. Rung nó đang rung á. Đừng có ghẹo ta, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Em nhìn hình thẳng chị Cát Tường nói chuyện rồi, đừng có rung. Cái này mình cải thiện bao lâu em? Tập thì nhanh thôi chị, chứ không có tập rồi. Giờ khoảng 3 tháng được. Tập rồi luôn rồi đó hả? Nhưng tại vì công việc nhiều quá, không có thời gian. Sao mà nó mong manh như lá lúa vậy? Chưa thấy bà Mai nào mà. Ủa? Sàm sở. Cũng phải kiểm tra chứ. Làm như mình rờ, nó tùm lum lá tính ngột. Cười quá. Tôi rờ bả nè. Nguyệt. Có yêu cầu gì bạn nữ không? Có cái chuẩn nào không? Em chứ không có cái chuẩn nào, thì ngoại hình giống Diệp Lâm Anh được chị. Quay lại mình đi nha. Quay lại mình đi. Hôm nay em đến đây với ai? Có người nào, người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mẹ em đi theo với em à. Có mẹ luôn hả? Mẹ đâu? Dạ chào cô. Cô thấy bạn Bình bên kia cái body sao cô? Cũng được được. Cũng được được. Cô đánh giá hai thằng này thằng nào được? Được hết. Được hết. Theo cô có yêu cầu gì ở con rể tương lai mình không? Biết làm ăn, biết lo cho gia đình. Dạ. À, biết ông bà cha mẹ, biết lo cho vợ con là được rồi. Nói thì vừa nói gì với má vợ đi. Má vợ tương lai nói câu đi. Nói bác làm sao đó, nói đi. Bác ơi con sẽ làm được điều đó. Nói được là phải làm được nha. Rồi mình có bạn bè gia đình gì đi theo không? Dạ có mẹ em với bạn em. À có mẹ nữa, hay quá. Dạ chào cô. Nhà gái nhận xét bên đàn trai, mình đàn trai mình nhận xét đàn gái. Cô thấy sao cô? Dạ thấy cũng được. Dễ thương. Dạ. Nói gì với đó, nói gì đi. Dạ con chào bác ạ. Bữa nay sẵn có bên đàn gái, cô nói gì tiếng bên đây cô. Mình đàn trai mình nói bằng đàn gái trước đi nói. Dạ chị cho hai đứa nó tìm hiểu để tương lai sau này hai đứa nó tiến tới được không chị? Tùy hai đứa. Rồi cảm ơn bên trai và bên đàn gái tương lai. Thôi bây giờ em thấy vậy nè anh Linh ơi. Hả? Em thấy là bây giờ hôm nay là đàn trai đàn gái có đủ hết trơn rồi. Mình cũng không cần mai mối gì nhiều. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện với nhau. Trời. 2 phút bắt đầu. Ăn bánh. Anh có món quà tặng em. Trời, cảm ơn anh ạ. Đó đập sáng chăng. Nhìn thấy anh em có nghĩ là cái người trong mộng hay là lý tưởng gì đó của em chưa? Nhìn anh không có giống David Beckham. David Beckham là râu nhiều á. Nhưng mà David Beckham phiên bản không râu. Anh nè. Anh làm tài xế cho em được không? Được em. Anh thích chở ai sao? Tại vì yêu của anh sao mới lâu nay đóng bụng dữ lắm. Biết cách quá ha. Khi mà người yêu anh giận anh làm gì thì anh ta hết giận. Nhưng mà không phải lỗi của anh thì sao? Tại vì trong cái cuộc cãi vã nào có một cái người đúng một người sai. Nếu mà em sai anh đúng thì cũng khó khăn, nên anh sai cho em đúng đi. Được đó anh. Như là em có về Sóc Trăng chơi chưa? Em chưa về bao giờ anh. Lần chắc anh dắt em đi. Ok. Tết nha. Dạ. Sao tương lai sao? Tương lai sao nè, mà em có chuẩn bị sắp kết hôn chưa? Dạ em cũng nôn lắm. Anh thì nay cũng lớn rồi, nhưng gia đình cũng hối thúc nhiều. Nhưng mà mình công việc mình nhiều đòi hỏi, nên mình chưa nghĩ tới cái vấn đề đó nhiều.
Nhưng mà khi gặp em thì khi suy nghĩ khi chuyển biến. Mới gặp chút chuyển biến liền ha. Rồi tìm đi thích đánh thích. Rồi giờ bạn nói một câu gì tỏ tình với bạn gái đi. Hay là đó hồi nãy bạn gái có hát rồi đó, bạn hát hò nhảy múa gì không? Có, em hát luôn. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Hết giờ. Chúng ta chuẩn bị đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò, bạn để tay vào nút bấm đi. Có 3 tiếng đếm để các bạn quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Em cảm nhận giọng hát tỏ tình của bạn trai thế nào? Nó cũng hơi cũng thấm lắm chị. Thấm, thấm hả? Chị cũng thấy thấm nữa. Cặp đôi này không có sợ thất nghiệp, không có sợ nghèo đâu. Ai hát cũng hay hết. Không mà hai người hợp lắm á. Nắm tay thử cái cảm nhận lần đầu tiên thế nào? Ông này ông nói 1m7, ông ăn gian chắc luôn nè. Ông cũng 1m7 đó. Nắm tay thử. Trời ơi, nắm rồi hả? Lẹ lắm. Thấm mà nắm chặt luôn. Nói làm liền. Hả? Hốt liền vậy đó hả? Dạ. Chúc các bạn sẽ có một cái thời gian lãng mạn bên nhau, tìm hiểu nhau với cái vé xem phim của chương trình. Dạ, cảm ơn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng hai bạn. Ta có thể dắt nhau đi xem phim. Rồi. Chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới có tin được. Một cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương thôi quý vị. Hy vọng rằng họ sẽ phát triển về tình yêu và đi đến một cái bến bờ gọi là tương lai hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả mà. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai. Mời bạn. Em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào toàn bộ khán giả. Bạn tên là gì? À, xin giới thiệu, em là Dương Quốc Bảo. Hôm nay là em 29 tuổi. Quê quán của em là Thừa Thiên Huế. Dạ, hiện tại thì em đang quản lý công ty của gia đình, chuyên về cung cấp và phục vụ xuất ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời ngồi đi em. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Sáng, năm nay em 27 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì bạn? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán hả? Dạ. Mình không có bạn trai hả? Bao lâu rồi? Dạ, em chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Sao bữa nay cô nào cũng sợ đàn ông quá trời, đàn ông làm sao mà phụ nữ người ta dễ thương vậy mà ai cũng sợ vậy? Ủa em sợ cái gì? À, em sợ bị lừa dối nữa chị. Vậy là mối tình trước em bị lừa dối. Dạ. Hôm nay em đến cái chương trình là cũng để mở ra cho mình một cái cơ hội mới. Nhiều người đàn ông tốt lắm. Dạ. Ở bên kia có một cô gái mất lòng tin vào đàn ông. Bạn nghĩ rằng đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới có tin được. Chưa giờ có mất lòng tin một cô gái nào chưa? Chưa, em có yêu một cô chưa, em cũng chưa mất lắm. À, mình chia tay lâu chưa? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm. Sao trùng hợp vậy? Hỏi cho kỹ nha. Biết đâu nhìn mặt á. Nếu mà nhìn mặt nhau mà á cái thì cuối cùng là ai lừa dối ai? Anh sống ở đâu vậy anh? À, anh hiện tại đang làm việc tại Bình Dương em. Dạ thì chắc không phải chị. Chắc không phải. Mừng quá, hết hồn hết trơn. Em thì đang sống với gia đình hả hay sao? Dạ em sống với gia đình. Sở thích của mình là gì? Dạ em thích nghe nhạc, xem phim, thích du lịch khám phá. Mình đi du lịch nhiều nơi không? Dạ cũng nhiều nơi rồi chị. Em đi Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, rồi các tỉnh ở miền Nam. À, những cái điểm mạnh của mình? Em sống tự lập được chị. Bạn từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây cũng được 10 năm. Em đi vào đây 10 năm rồi còn nhớ gì ở Huế không? Không nhớ lắm. Còn ai ở Huế? Dạ em còn bà ngoại em. Bà ngoại. Dạ. À, trong những cái lúc mà bạn gái mình buồn bực mà khó chịu hay giận mình thì mình làm điều gì để cho người bạn đời mình hết giận? À, anh mua kem cho anh ha. Mua kem cho em ăn. Thích lãng mạn hay không? Cũng thích. Hồi đó giờ có bao giờ thể hiện một cái tính lãng mạn đó đối với người phụ nữ chưa?
thì em thích tặng hoa hay là bày ra một cái gì đó cho người ta bất ngờ vậy đó. Nếu bây giờ có người yêu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Ba mẹ có hối chưa? Cũng có. Nhưng mà bạn vào đây lập nghiệp rồi, mình ở trong đây, mình có đủ cơ sở vật chất để mình tiến tới hôn nhân để có vợ về. Khi đủ rồi em mới nghĩ tới chuyện là đăng ký chương trình này là tham gia được. Nếu mà được là chừng nào đám cưới? Dạ, hay chừng nào hay chừng đó. Nhanh chừng nào hay chừng đó ha. Dạ. Rồi, bạn có những dự tính gì cho tương lai của mình hay cho công việc của mình không? Dạ có chị. Em thì em có ước mơ từ hồi em còn học phổ thông là em muốn mở một cái đại lý giao nước bình. Nước uống hả? Dạ đúng rồi, nước uống bình á. Ủa sao lại có cái ước mơ đó? Tại vì em thấy cái đó nó rất là đơn giản mà cũng không phức tạp nhiều mà cũng không đến nỗi cạnh tranh. Không, em cũng giống ước mơ của anh, em anh cũng muốn mở đại lý nước bình đó. Cái này là thật sự nó rất đơn giản. Và nếu như mà thắng thì thắng rất là đậm. Bây giờ mình hiện được tới cái đoạn nào trong cái kế hoạch của mình rồi? Phần vốn ạ. À phần vốn. Dạ đúng rồi. Đang chuẩn bị vốn chứ là chưa có gì hết. Dạ đúng rồi. Mới có ý tưởng thôi. Bạn dạ. Ở đây xin giúp em. Bạn đang quản lý công ty đúng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng là hai bạn có thể kết hợp được đấy. Số công nghiệp thì nó cũng bao gồm có thể là cung cấp nước luôn. Ha, vốn ở đây cũng có nhiều rồi, có vốn lưu động nữa. Nếu bây giờ bạn nam bên đó mà đề nghị được giúp bạn trong cái việc vốn thì bạn có đồng ý không? Chắc để em suy nghĩ thêm. Suy nghĩ gì nữa, người ta cho mượn tiền, cho mình tiền mà mình suy nghĩ. Tại vì em muốn nhìn xem mặt bạn đó có thân thiện không. Có nghĩa là phải thấy ổn thì mới chấp nhận, chứ không phải là ai đề nghị cũng chấp nhận. Dạ, đúng không? Đương nhiên rồi. À, mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Dạ có chị. Dạ. Bạn trai lý tưởng của em thì giống giống anh Trương Minh Quốc Thái một chút. Dạ, với lại có trách nhiệm trong gia đình và trong công việc. Thích tạo bất ngờ cho người yêu. Bên đây có đó, bên đây thích tạo bất ngờ đó. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? À, em không thích đàn ông nói nhiều, với lại đàn ông nhậu say xỉn. Ủa có nhậu không bạn? Dạ có nhưng mà không say xỉn chị. Biết tiết chế thì được chị, tại vì em thấy có nhiều người nhậu xỉn đến nỗi để bạn gái trở về thì em không thích. Em sẽ tìm người bạn gái như thế nào? Thế hình cân đối, da trắng tóc dài, xinh xắn một chút. Rồi cao khoảng 1m58 đến 1m62. Có thể cụ thể hình ảnh của ai không? Dạ em nhắc là giống Mi Du rồi đó. Giống Mi Du. Da trắng tóc lửng lửng, 1m62 tính luôn dài luôn tóc. Được không? Cũng được chị. Mới vừa nói xong người ta nói vậy rồi cũng được. Tầm chừng nói vậy. Tầm chừng thôi phải không? Nhậu được mấy lon bia? Dạ không bao lon gì đó. Nhìn thẳng mặt tôi coi. Cái gì mà cứ lắm la lắm lét vậy? Tôi dễ thương vậy mà chê người ta rồi. Ngồi yên cái gì mà xoay ghế hoài vậy? Nghe chị. Khó quá. Có yêu cầu gì ngoại cái gì Mi Du hả, bỏ qua đi. Bây giờ cái thực tế nè. Không thích cái điểm nào người phụ nữ? Hay cần nhầy. Nói dối. Bạn có nói nhiều không? Bạn nữ bên đây ghét đàn ông nói nhiều lắm. Dạ. Thường là ai gặp em kêu ít nói. Đâu dán cái mái tóc lên coi coi. Tính kiểm tra hói hay gì? Đúng rồi. Thường thường mấy người che che vậy. Nhiều khi đó là... Bạn nam có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Không gì. Bây giờ cái vụ mà hồi nãy mà anh Linh đề nghị hỗ trợ vốn để mà mở cái đại lý bán bình nước á, bạn có thể hỗ trợ được. Dạ, chị nói ok thôi. Nhớ nha. Dạ. Bạn không thích phụ nữ cằn nhằn đúng không? Dạ. Không thích phụ nữ không chăm sóc gia đình đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn, những cái điểm yếu của bạn là gì mà... Yếu em hay thẳng thắn. Thẳng thắn, đôi khi cũng mất lòng ha. Dạ, cũng có ý hơi nóng. Với là ai nói nặng em là em hay giận. Ai nói nặng em là em vô phòng đóng cửa ngồi mình. Khóc không? Không. Có sợ phụ nữ khóc không? Thích. Thích phụ nữ khóc hả? Mình có hay khóc không? Dạ không chị. Sao nãy giờ chị thấy mắt em cũng nào ướt 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 vậy? Dạ tại mắt của em là mắt buồn. Rồi bạn có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không chị. Hôm nay mình đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có em họ của em. Đâu em đâu? Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi em thấy cái anh bên kia thì sao? Nhìn cũng thấy thân thiện. Chị em có khó tính lắm không? Dạ không. Chị em thì sống tình cảm thân thiện hòa đồng lắm. Em thấy có nhiều người đàn ông đeo đuổi chị em không? Dạ có. Có hả? Nguy hiểm lắm nha. Phải giữ liền nha. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Trời, có mẹ nữa ha. Để hỏi mẹ em coi sao. Chào anh Quang Linh, chị Ngọc Tường. Cô ơi, cô thấy bạn nữ sao cô? Cũng được, dễ thương. Dạ, dễ thương quá, dễ thương. Mình có yêu cầu con dâu sao không cô? Thời đại này thì đâu phải cần yêu cầu dâu này nào đâu. Biết sống là được rồi. Dạ. Biết nhường trên kinh dưới là được rồi. Dạ. Cô ơi, con trai mình có khó tính lắm không? Không, nó ngoan ngoan, dễ thương lắm. Hồi đó giờ có dắt bạn gái về nhà giới thiệu cô không? Chưa.
Thì cô hỏi nếu ai thì đem về cho cô coi. Được thì đồng ý gia đình tình duyên kết hôn cho con mà nó chứ muốn. Dạ, mà bây giờ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa cô? Nếu mà được thì bao lâu mình kết hôn được? Gia đình nhiều tình yêu cháu muốn gì thì trong năm mình đồng hỏi ra năm thì cưới. À dạ, à, cảm ơn cô. Được rồi đó ha. Trời, dạ, dễ thương quá. Chào em. Dạ. Em tưởng tượng anh chàng bên đây như thế nào? Dạ. Em nghĩ chắc giống anh. Hả? Giống anh hả? Giống anh đen thì lùi á, anh đen lắm à. Dạ. Em có thần tượng ai không? Thần tượng anh Trương Minh Quốc Thái à. Trương Minh Quốc Thái, anh này cũng giống giống của Đêm Mắt Kiến y chang vậy đó. Cũng dễ thương nhẹ nhàng như vậy đó. Dạ. Ha. Nhưng mà không có đóng phim thôi. Dạ. Bên đây Trương Minh Quốc Bảo. Đấy. Em là thắng Trương Quốc Thái rồi, bởi vì thấy là lớn tuổi hơn em được cái trẻ trung ha. Giám đốc rồi, cố gắng lên nha. Chuẩn bị mình rồi, chinh phục ra. Lên. Các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Dạ. Đến chương trình thì anh có 2 tặng. Dạ, em cảm ơn anh. À, quê em đâu? Em ở quận 9. À, anh ở Bình Dương cũng gần gần đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được. Dạ. Cô giống Trương Minh Quốc Thái. Thấy anh hiền hơn Trương Minh Quốc Thái à? Không, Trương Minh Quốc Thái cũng hiền lắm em. Nè mà đừng có mất niềm tin vào đàn ông nữa nha. Dạ. Em nhận xét em ai mà yêu em có khó không? Em không có khó mà chắc là em chưa gặp đúng đối tượng. Dạ. Anh cũng mong rằng là yêu em không quá khó. Dạ. Cảm ơn. Còn khác để anh lo. Dạ. Câu đó được đó em. Anh hy vọng rằng anh yêu em không quá khó, còn những chuyện khác để anh lo. Em thì em cũng muốn mở một cái đại lý bán nước vậy, thì anh thấy nó có khả thi không anh? Anh thích mấy cái đó. Anh thích kinh doanh về nước rồi, nghĩ rồi nhưng mà chưa có hướng để làm. Dạ, vậy bữa nào mình bàn thêm anh ha. Thời gian rảnh nhiều hả? Dạ, em rảnh nhiều, em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Trong tuần thì em đi làm giờ hành chánh, rồi buổi tối thì em rảnh. Anh làm cả ngày. Thứ bảy nhật thì được rảnh, còn thường cả ngày thì bận biểu. Thế 9 giờ có đi 8 giờ, 9 giờ. Anh thì không ít đi chơi lắm, tại vì xưa giờ anh lo làm. Bình thường rảnh là anh không có đi du lịch. Rảnh thì anh dành những ngày đó cho nghỉ ngơi với là đi cà phê với anh em bạn bè thôi. Giờ nè, ví dụ như giờ em công việc ảnh nhiều quá. Về quản lý cái vụ mà xuất cơm công nghiệp á, em có chịu về phụ ảnh không? Đó. Dạ, nếu mà anh cần thì em sẽ về em giúp ạ. Chắc chắn à? Dạ. Sau đó mình bàn sau. À, chúng ta hết thời gian. Các bạn sẵn sàng bấm nút hay là không bấm nút? Với 3 tiếng đếm. 1 2 3 Ủa, mới đếm có 1 mà bấm nút rồi. Đâu mà đúng không? Đây. Đúng không? Hồi nãy chị mới đếm có 1 em nhấn nút rồi đúng không? Dạ đúng. Sao kỳ vậy? Tao nói 3 lắm mà. Tại vì em nôn. Nắm tay nhau cái đi, nắm tay nhau cái đi. Tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc các bạn sẽ có một thời gian tìm hiểu nhau rất là lãng mạn. Rồi, chúng ta nắm tay nhau xem phim. Ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở, không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông, hơi nhát gái xíu. Còn em thì sao? Dạ, em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Mời nhà trai. Trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang công tác và làm việc tại công ty thép Vina Kiway, tinh thần thép. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là Lý làm ở thép Vina QA luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, trời ơi, vậy là tinh thần thép. Bữa nay là em khó tránh khỏi rồi nghe. Rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm phi nhân thọ. Anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. Bảo hiểm tình yêu nha. Ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Thôi, em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở. Không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông. Hơi nhát gái xíu, nhát gái xíu. Còn em thì sao? Dạ, em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Dạ. Hay suy diễn hả? Dạ. Chà, cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha. Dạ, vâng. Suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Dạ, tiêu cực nhiều hơn. Tiêu cực nhiều hơn hả? Dạ. Wow. Rồi, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi. Mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm, từ năm cấp 3 tới khi đại học, học xong đại học và đi làm 1 năm thì không hợp thì chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen nhau gần 1 năm thì không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông? Dạ, rồi không, mối tình thứ hai là không hợp. Hợp rồi mà bạn trai, em hãy nói chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe. À, tình trường của em thì chính thức là không không có ai hết. Của em đó thì chưa có để ý một cô gái nào chưa hả? Em có để ý mà mới tình đơn phương hồi năm lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng rồi. Mà không có nói hay sao? Không nói, lúc đó nhát gái quá. Giờ còn nhát không? Không, giờ lên đây là tấn công luôn. Tấn công đúng không? Có nắm tay con gái lần nào chưa? Chưa anh. Chưa. Có hung chưa? Chưa hung luôn. Có coi phim cảnh hung không? Hả? Wow, có coi phim cảnh hung luôn. Lúc mà coi phim cảnh hung thì có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảm hung em bấm qua đoạn khác. Lạ ta, giới tính cũng hơi lững lơ chút rồi. Không, nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Rồi đàn gái thế nào? Thì bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị xuất mồ hôi nè. Bên đây mồ hôi quá trời luôn nè. Chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy, là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai. Yeah. Rồi, còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì bạn đừng hút thuốc, bạn có thể nhậu được nhưng mà bạn biết kiềm chế, biết điểm dừng. Thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến, tính tự lập, biết nấu ăn. Ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được. Dạ, dạ em chào anh. Chào gái, dễ thương, trắng tươi à. À em, nhưng nếu như bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới? Dạ em khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi. Ồ, sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi. Em 25 tuổi anh Quỳnh Linh. Trời ơi, nhưng mà tuổi 25 nhưng mà chững chạc quá à, thiệt luôn á. Nhìn không có nghĩ là cái số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn. Dạ. Em nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay cảm rạm vậy đó. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tới lúc hôm nay em đi với ai vậy? Em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em. Chào mẹ. Dạ. Dạ, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Công Lý. Ưu điểm của Công Lý là cũng biết lo lắng cho gia đình. Khuyết điểm của Công Lý có cái là nhiều cái hay hơi ngủ hơi hay muộn, ngủ nướng. Và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng hợp với con. Thấy có gương mặt khu thê ấy. Nếu mà hai con có duyên với nhau ấy, thì cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai. Bây giờ hỏi sếp chút xíu đi. Dạ, thì mình tên là Lương Quốc Phi, là cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cũng như gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay. Trước tiên cũng xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình, cũng như cảm ơn đến cái công ty Vinakiway đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Thì cũng xin chia sẻ một xíu xíu là công ty thép VinaQA thì là công ty chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về cái lĩnh vực thép xây dựng. Và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm. Rồi thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em Lý này, thì thật ra là em Lý thì cái tính thì hơi nhút nhát. Còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn. Thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. À, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Chào tất cả khán giả trên khán phòng. Chào hai em. Tôi là Vũ Anh Hoàng, sếp trực tiếp của em Hạnh. Dạ. Em Hạnh là một người thẳng tính, vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì cũng làm rất là tốt. Nhưng mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi, đôi khi là hơi nóng tính. Còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em sẽ quyết định được thôi khi em gặp. Rồi, rồi. Mở rào ha. Mở rào. Rồi đi. Mở rào. Hết sức bình tĩnh nha. Nhớ nha em, tinh thần thép nha. Rồi tặng quà nhau đi tư. Dạ, mình có quà tặng bạn. Dạ vâng, em cũng có quà tặng anh. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Dạ, cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh giống như là những cái điều trong đây, trong quyển sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Dạ, để em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi là không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, em... Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo. Dạ, con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995 rồi, con heo. À. Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Ừ, đó phải nói cho rõ. Dạ, ừ. Dạ. Em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Rồi dạ. Thôi hai đứa dạ. Ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi, thương, để tập đi em. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. À. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em dạ. Dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Dạ. Có giống trong tưởng tượng của anh không? giống đó, cũng giống như trong cái bill mà anh đang ghi trong chương trình đó. À, giống cái suy nghĩ. Ồ, vậy đó hả? Như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm? Dạ, cũng 70% như vậy. 70% hả? Dạ. Hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ? À? Hiện tại là anh đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. À, em thì em ở Biên Hòa. Thì nếu như mà quen nhau thì bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? Hai lần trên một tuần. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái. Em hỏi anh chút xíu là anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu ăn thì anh nấu nhiều lắm. Giống như là mì tôm nè, chiên trứng nè. Dạ. Thôi nấu gì nữa, ăn gì nữa. Được rồi. Bây giờ nè, bây giờ em tiến tới ha. Em nắm tay bạn gái, em hát cái bài gì đó gọi là đông đầy cảm xúc gì đó. Rồi rồi. Ha, tiến tới mạnh mẽ lên nào. Dạ. Dân chơi mà. Em cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Chưa, nắm đi liên luôn, nắm hoài luôn. Đứng nắm tay luôn, nắm chặt chưa buông. Nắm đi, giờ nói nè, em cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em á. Chứ ai nữa. Dạ, em cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Ừ. Dạ.
Anh có thích không? Phát, em cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn trẻ đi Vũng Tàu. Em tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển rồi đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. Vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh. Bây giờ là gì nè, em nói với bạn gái đi, nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi mình thích con trai hay con gái, nói trao đổi luôn đi. Nếu mà cưới nhau về thì anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho em. Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc 90%. Rồi em nghĩ khoảng 70% là được. Phần còn lại anh nên giữ để trang trải, ví dụ như là những cái cần lúc. Dạ. Em thích trai hay gái? Em dĩ nhiên là thích gái rồi anh. Hỏi bên kia kìa. dạ em, anh là thích em rồi đó. Anh hỏi em, đúng rồi. Em hỏi gọi là sinh con đó. Nhưng mà em sau thích... này là lúc mà sanh con thì là em thích có con trai hay con gái, em tâm sự với bạn. Đúng đi. Rồi Nếu em thích con trai hay con gái, anh thì con nào cũng được hết á. Dạ, con nào cũng được, miễn là con của nhau là được. Dạ. Với lại là em thích con gái đầu lòng hơn. Ok, cũng được. Được rồi, trở về vị trí. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Tay. Thích thì bấm ngay, không cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau, bấm luôn. Không bấm cần luôn. Phải đếm. Không cần đếm luôn. Đúng rồi, còn nếu như chúng ta... không phải cũng nói nữa. Ôm chặt liền, ôm chặt coi cảm giác thế nào. Lần đầu tiên đó, ôm hai tay, không phải khoác vai, ôm hai tay gì nè. Bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè. Dạ. Đó. Ôm lại nè, ôm lại liền. Ôm chặt vô, bắt đầu ôm. Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên. Thôi. Tội nghiệp nữa, em chưa yêu lần nào. Nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai? Dạ, rất là ngọt ngào. Hãy yêu nhau cả cuộc đời nha. Dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha. Dạ. Rồi bây giờ thế này, đứng xích lên em xíu. Bây giờ xin phép gia đình đi ha. Cho em xin phép được chào gia đình bên bạn nữ và sếp. Em xin hứa là sẽ bảo vệ, lo lắng cho bạn nữ suốt đời. Dạ. Em dạ. Nói gì với mẹ? Dạ, con chào cô. Em chào sếp, em chào mọi người. Thì hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ. Thì hy vọng là tụi con sẽ cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau. Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt. Xin cảm ơn ạ. Hay lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tinh Thần Thép, tình yêu thép nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cưng quá. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao, chỉ số cảm xúc của em á nó cao, thì em hay giúp người. Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao, em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa ấy, thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Rồi. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Tiến Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi, quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Xin chào nhà trai bên kia ạ. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Xuất khẩu cà phê ạ. À, xuất khẩu cà phê. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao, chỉ số cảm xúc của em á nó cao, thì em hay giúp người. Rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau, điện, nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay nọ, em làm được tất cả. Rồi, giờ tốt rồi. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà nó nhỏ thôi ạ. Vậy hả? Không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. Như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Thì đều là yêu xa hết. Tức là yêu ở ngoài quê, ở Hà Tĩnh. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Vậy đó hả? Rồi, cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ, 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi, còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa ấy, thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số IQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại, cái chỉ số IQ của em là bao nhiêu? Dạ, 172. 172 hả? Ôi, cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc, đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng gần bằng em, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên em cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Dạ. Ồ, như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn, nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn. Thế khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ôi, tôi thấy em buồn quá ha. Em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á. Em có cảm thấy mình buồn không? Dạ, em ở vừa đi làm một mình, cái em quen cái kiểu này quá rồi, cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều.
Vậy hả? Ban ngày đi làm thì bình thường, chỉ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định. Nhưng em thì bình thường là bạn nữ, ngoại hình hay là gì đó không quan trọng. Quan trọng chỉ cần biết là công, dung, ngôn, hạnh. Cái gần 4 từ đó là đủ. Cái đó cũng khó lắm nha. Công, dung, ngôn, hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em. Em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em đây, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự bự chút thôi. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ, dạ thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được. Thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bạn đây gọn quá gọn rồi. Ở đây gọn thiệt là gọn luôn. Gọn luôn, không có tóc luôn. Dạ, mới dạ được. Mức không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được, được. Tóc giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy, còn gọn hơn nữa. Chào em gái. Dạ chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ vâng. Bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai. Dạ. Nhưng là phong độ, phong trần. Đẹp trai ha? Là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho ảnh hòa đồng. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi mời nhà gái. Xin chào, tôi tên là Đào. Xin chào bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực, thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em, cấp 2. Bạn thân hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số EQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính. Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc EQ của mình á. Một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á. Nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á, thì bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Đến với ngày hôm nay thì hai người đã có cái duyên rồi, thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Cảm ơn thằng trai thằng gái. Hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra, mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chào bạn. Tặng hoa, tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. Lần đầu gặp mặt mà xin tặng một bó hoa. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn. Anh có thích uống cà phê không ạ? Mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng ít anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê. Say em là được rồi, say em là được rồi. Ở trong này em có 3 ký tờ giấy, em có ghi một số câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Rồi, ok. Dạ.
Đọc lớn lên nghe. Cà phê thơm quá à. Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai, hay là ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? Không, mình cũng có cảm nắng ai đó, nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói, thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay, cho nên là mình cũng không có gì để mà làm cho người ta tin tưởng hết. Thôi mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua, nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó, bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Yeah. Rồi anh đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy, cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng anh đi. Yeah. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè, em có cảm nhận điều gì? Cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà rồi, em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Ừ. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Ừ. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Ừ. Ở công ty của em á, thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Ừ. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Ừ. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Trời gì để anh chỉ cho. À, sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi, đi gặp người đẹp thế nào ha? Cần làm gì nhớ nha. Ừ. Anh ở quận 7 á, đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ. Uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em, bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi, em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi. Dạ. Để tặng cho bạn. Đứng lên coi coi có hợp lý không? Tặng cho hai bạn. Hai đứng lên kế bên nhau coi nào. Đó, hai bạn gái cũng cao mà. Đó. Ừ. Trời ơi, bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như thành đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát, một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu của anh. Xin hết. Rồi em nói cái gì đi. Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Rồi, được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Không cần gì mình hết, không cần luôn cả. Nào, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng thôi nắm tay, nắm tay lại đi. Đây, đây. Tình yêu mà có bắt tay nữa. Thôi để em xem cho anh. Đúng rồi.
Phương có một cái cảm nhận đó là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Không được không? Dạ. Phải không? Phải không? Nào, trấn tĩnh lại nào. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Có hai mối tình, chia tay cũng gần năm. Mà lý do chia tay? Em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì vẫn chưa sẵn sàng. Thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em chưa có mối tình nào. Có thể là do không tìm được người thích hợp với mình, hoặc là do là em không được đẹp trai lắm. Em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch, như cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè. Em mới có một mối tình hồi sinh viên cách đây 4 năm. Khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Em muốn kiếm một cái người chững chạc chút xíu. Bạn do bạn đó cũng nhỏ hơn em. Tôi là Trong Môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.